Mỹ nhân đẹp nhất Diên Hy Trương Gia Nghê bị chồng thiếu gia cắm sừng, Tiểu Tam là bạn học của Trần Phi Vũ. Mạng xã hội xứ Trung đang sốt xình xịch trước thông tin liên quan đến cặp vợ chồng nổi tiếng Trương Gia Nghê, Mãi Siêu. Vào ngày 25 tháng 11, Sina bất ngờ công khai sờ can đồ tình ái của Mãi Siêu, chồng nữ diễn viên Trương Gia Nghê. Hình ảnh và clip bằng chứng Mãi Siêu ngoại tình được tung ra, khiến cư dân mạng xứ Trung được phen dậy sóng. Theo đó, papaji đã ghi lại được hình ảnh mãi siêu xuống sảnh khách sạn đón một cô gái lạ vào lúc nửa đêm. Cả hai tỏ ra vô cùng tự nhiên và thoải mái khi ở bên nhau. Đến ngày hôm sau, cô gái này mới rời khỏi khách sạn trong bộ dạng tóc tai rối bời. Chỉ sau vài tiếng được công bố, thông tin chồng thiếu gia cắm sừng trương gia nghề đã tiến thẳng lên no, một top tìm kiếm bằng giải trí mạng xã hội Weibo. Dân mạng ngay lập tức tìm ra danh tính tiểu tam này. Được biết, cô gái này tên là Thiệu Tình Tình, sinh năm 2001. Đặc biệt, cô còn đang theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và là bạn học cùng trường với Trần Phi Vũ. Trước nghi vấn bị cắm sừng, Trương Gia nghề đã đăng tải lên trang Weibo cá nhân dòng trạng thái đầy tâm trạng, yêu được, bỏ xuống được, ngầm xác nhận chuyện chồng ngoại tình. Mỹ nhân đẹp nhất Diên Hy từng nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả khi công khai mối tình lãng mạn với chồng thiếu gia mãi siêu. Ông chủ thầu mở các sân bóng rổ, đồng thời là bạn thân của thiếu gia tai tiếng Vương Tư Thông. Tuy nhiên, dù đã đăng ký kết hôn được 8 năm và có với nhau hai bé trai kháu khỉnh, nhưng cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cho tới tận bây giờ, Trương Gia Nghê vẫn phải gọi mẹ chồng là bác vì mẹ mãi siêu cho biết bà chưa được uống tách trà con dâu dâng trừ một nghi thức trong đám cưới Trung Quốc. Nguồn: Sina Weibo